Mình vừa mới mua được cái máy đo đường huyết và vừa có thể đo đường huyết và vừa đo về cái nồng độ axit uric ở trong máu của mình luôn. Thì cái nồng độ axit uric máu á, thì nó là một trong những cái nguy cơ mà gây ra cái bệnh gút. Và cái nồng độ axit uric máu cao là do cái chế độ ăn của mình này nọ, do mình ít luyện tập hay là do mình nhịn đói á, hoặc là rối loạn chuyển hóa trong cơ thể của mình thì sẽ dẫn đến nồng độ axit uric cao, và nếu mà lâu ngày mà mình không tìm được cách để hạ nó xuống á, thì mình sẽ bị phát triển thành cái bệnh gút. Đó thì bệnh gút là cái bệnh rất là nguy hiểm, thì nó sẽ gây ra biến dạng khớp cũng như là gây ra một số cái triệu chứng đau nhức rất là khó chịu, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống. Và đây là cái máy đo mình mới mua được. Thì cái giá của nó, thì máy này là máy Trung Quốc thôi. Cái giá của nó mình mua là khoảng gần 300 ngàn á. Đây là máy Trung Quốc của cái hãng gọi là Sinocare. Thương hiệu Trung Quốc nhưng mà được nói là được sản xuất theo công nghệ của Đức. Đây là cái máy chính của mình nè. Nó có hai chức năng và cái máy này nó sẽ sử dụng cái mã chip tự động nhả que mà mình không cần phải lấy tay để mình giật ra được. Đây là bên hông của máy. Máy đo đường huyết và axit uric, túi da để đựng nè. Sách hướng dẫn sử dụng. Các thông số cơ bản. Cái tên của máy là Zepp AQUG. Bên đây là hình ảnh để giúp cho mình hình dung ra về cái cách sử dụng của máy. Ở phía bên trên cũng như là bên dưới máy thì nó có dán một cái seal luôn. Đó, có mã code, có mã QR này nọ. Đây là cây siêu. Dán cái máy lại là máy còn mới, chưa có sử dụng. Và mình sẽ bóc cái siêu này ra. Đó. Đây là phía bên trong của máy nè. Hai cái hộp này là hai cái hộp kim lấy máu, mỗi hộp là 50 cái được tặng kèm khi mà mình mua. Và được cho thêm 10 cái que thử đường huyết. Thì mình không có que thử axit uric ở đây, do đó nên là mình sẽ không có thử được. Đây là cái bọc giấy hướng dẫn sử dụng cũng như là bảng đo đường huyết. Đây là bảng chỉ báo đường huyết nè. Từ 4.0 cho đến 7.0 là bình thường. Còn bên đây là chỉ báo axit uric. Thì máy này nó sẽ có hai đơn vị đo là miligam trên decilit hay là micromol trên lít. Đó thì mình sẽ nhìn vào tùy cột. Nếu mà máy nó hiển thị cái đơn vị nào thì mình sẽ nhìn theo cái đơn vị đó. Bỏ qua một bên. Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt hoàn toàn luôn. Cũng không có gì đáng nói thì mình sẽ để nó qua một bên. Và đây là cái túi da của mình, cái máy chính của mình nè. Ở đây là có một cái kim lấy máu, một cái bút lấy máu. Mình đó, ở đây có cái đầu xẻ, mình sẽ xé ra. Và cái cây kim được tặng kèm nè.
Mình sẽ lấy ra một cái để mình thử. Thì nói về cái độ chính xác của cái dòng máy này á, lúc trước thì mình cũng có review một cái máy về, cũng là cái máy Sinoke này luôn, nhưng mà cái mã hiệu của nó là AccuSafe. Đó là chỉ là cái máy đo đường huyết bình thường thôi. Khi mà mình thử so với những cái máy như là Oncon Plus hoặc là AccuCheck của Đức á, thì mình thấy nó cũng lệch cũng khá là nhiều á. Nên là cái máy này nó chỉ đúng tương đối thôi. Còn nếu mà vì nó giá rẻ mà, còn nếu mà các bạn muốn chính xác nữa thì nên mua những cái dòng máy khoảng chừng vài trăm ngàn cho đến vài triệu. Đó. Thì mình sẽ tháo ra. Sau đó mình sẽ xoay cái đầu kim này nè ra. Mình sẽ gắn vào trong cây bút như thế này. Và sau đó mình sẽ gắn lại. Và nó sẽ có 5 cái mức kim. Đây là mức 5. Tùy theo mà mình chỉnh cái độ nông sâu khi mà cây kim nó bắn vô trong da mình á. Thường thường thì mình chỉ để khoảng số 1 thôi là đủ rồi, là vừa bắn thôi. Không nên để sâu quá, bởi vì để sâu quá thì nó sẽ đâm sâu và rất là đau. Thì mình không có thích cái thiết kế về cái túi da như thế này, bởi vì nếu mà dính nước á thì một thời gian sau nó sẽ bị nổ da, nó sẽ chốc với chốc rất là xấu. Thay vì vậy thì nó nên làm cái túi vải như là của những cái máy của cái dòng Oncon Plus này kia thì nó sẽ hay hơn và nó sẽ bền hơn. Đây là cái máy của mình. Nó rất là bự luôn, nó bự hơn những cái máy đo đường huyết khác. Và thay vì sử dụng pin cái pin tròn dẹp dẹp á 2032 thì phải, thì nó sử dụng là hai viên pin đũa. Hai cái nút này thì để cho các bạn làm sau khi mà mình thử xong á thì mình sẽ đẩy que ra ngoài mà mình không cần phải lấy tay mình rút cái que ra. Bởi vì khi mà mình lấy tay mình rút cái que ra, chẳng hạn khi mà mình thử cho người khác đi thì có khả năng là mình sẽ dính máu của người khác, và nếu mà trên tay của mình có vết chày này kia thì có khả năng bị lây bệnh. Do đó nên là họ thiết kế là mình có thể thả que ra bằng cái nút này. Đó, nó sẽ đẩy cái que ra. Và trên cái máy này nó sẽ có một cái màn hình LCD và có ba cái nút, một cái nút nguồn cũng như là cái nút chỉnh lên và chỉnh xuống thôi. Và trên đây thì nó sẽ có hai cái đầu cắm que. Thì cái đầu này á là cái đầu xanh này nè, làm để đo về đường huyết, còn cái đầu kem này là để đo về acid uric. Và có thể là mình không thể nào mà mình, bởi vì cái máy này nó cần phải chip, nhưng mà nó tặng có 10 cái que này à, mà nó không có gắn chip thì làm sao mà mình thử được, không biết thử được hay không. Để mình gắn pin vô thử xem như thế nào. Đó, lắp pin ngay chỗ này nè. Sẽ lắp hai cục đúng theo cực âm và cực dương của nó. Rồi. Để mình thử cắm cái que vô như thế nào. Nếu mà ví dụ mà máy nó không nhận là mình cần phải chip, nhưng mà mình chỉ cho que chứ không cho chip, sao mà thử được. E3 rồi. Có nghĩa là máy này nó không có chip. Chưa gắn chip vô. Chip gắn dưới đây nè. Nên máy nó sẽ không có nhận que, nên mình sẽ không có thử được. Chả biết sao nữa. Không có que làm sao mà thử. Không có chip. Không có thử được rồi. Đó nên là chắc mình chỉ review đến đây thôi, và khi nào để mình mua một cái hộp khác
nó có que á, nó có chip á, mình gắn vô mình mới thử được. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Và nếu mà các bạn thấy thích thì nhớ bấm like và nhớ đăng ký kênh giúp mình.